Thằng kia đứng lại. Ừ? Mày làm gì ấy? Anh bảo em đứng lại chứ bảo em đứng im đâu. Cấm gì ấy? Lì xì của em. Đưa tao xem nào. Ôi kìa Quang, không được bắt đặt em. Tao đừng dại động vào lì xì của em nha. Sao cháu lại tác động vật lý vào anh như thế? Trẻ con sao hư thế hả? Cháu... Đưa lì xì đây. Nhìn bố ra tay chưa? Nói là phải có uy. Hừ, tiền đâu? Mỡ đi mà hút. Đúng là cha nào con nây. Thằng này hỗn. Mẹ yên đây. Xong mày rồi, búa tao gọi đội. Đấy, nó kìa, mất dạy lắm. Ôi. Thằng Dân, mày thích bắn nạt đàn tao phỏng. Wow. Ba thằng đàn kia, dám đầu vào con bà. Mày là ai? Một mình là tao. Chấp hết.